Tối ngày 12 tháng 9, lửa lớn nhanh chóng bao trùm xưởng giấy rộng cả ngàn mét vuông tại khu vực thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nỗ lực dập lửa. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, xưởng sản xuất giấy tư nhân ở địa chỉ tại thôn Tiên Nông, xã Đại Bản xảy ra vụ cháy lớn. Do kho xưởng chứa vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng cả ngàn mét vuông. Ngay sau khi nhận được tin báo, cả 100 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng được điều động đến hiện trường để dập lửa. Đến 22 giờ cùng ngày, lửa vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Dương cho biết, ngay khi nhận được tin báo cháy, đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác dập lửa. Hiện lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa để không bị cháy lan.